Bà Aung San Suu Kyi đang viếng thăm Anh Quốc tin từ Sandhurst. Bà Aung San Suu Kyi đang viếng thăm Anh Quốc trong thời gian 5 ngày và ngày hôm qua đã viếng thăm Viện Quân sự Hoàng gia ở Sandhurst. Bà Aung San Suu Kyi nói rằng bà ta muốn tìm hiểu một quân đội chuyên nghiệp tốt được dân chúng tôn trọng. Bà Suu Kyi đã gặp nói chuyện với các sinh viên sĩ quan, uống trà, ca ngợi sự lãnh đạo của quân đội Anh Quốc. Bà Suu Kyi là con gái của vị anh hùng chống Anh Quốc, giành độc lập cho Miến Điện và đang là một biểu tượng cho dân chủ Miến Điện. Bà ta đã trải qua 15 năm quản thúc trong thời gian 20 năm qua sau khi quân đội không công nhận kết quả cuộc bầu cử năm 1990. Dự định sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2015, bà Suu Kyi nói rằng tu chính hiến pháp rất cần thiết để cải thiện dân chủ cho Miến Điện. Với bản hiến pháp hiện giờ, Miến Điện không thể tiến xa hơn. Trong các ngày gần đây, thì bà Aung San Suu Kyi đã bị nhiều tờ báo Anh Quốc chỉ trích là đã không lên án mạnh việc đàn áp người Hồi giáo thiểu số trong nước. Bà Suu Kyi nói rằng bà ta lên án mọi sự bạo động, thù ghét. Nhưng nếu muốn mọi người cùng ngồi lại, lên án không phải là phương cách. Chính phủ Miến Điện cho biết là bạo động giữa người Phật giáo Rakhine và người Hồi giáo Rohingya từ tháng 6 tới tháng 10 đã làm 192 người thiệt mạng. Đã có nhiều sự xô xát từ nhiều nơi trong nước và người Hồi giáo là mục tiêu. Người Hồi giáo chiếm khoảng 5% dân số Miến Điện.